Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện Nhìn được tương lai. Là 10.000 tia sét đã đánh trên bầu trời hôm ấy, mà cũng chả quan trọng 10.000 hay là 10 triệu, thì ít nhất một tia đã đánh trúng tôi. Và thật là may mắn, tôi vẫn còn sống sót và đang điều trị tại bệnh viện. Sau chuỗi ngày dài hôn mê, có một cô y tá gọi tôi dậy. Em tỉnh rồi à? Thấy sao rồi? Em... tôi chưa kịp trả lời xong thì hình bóng của cô y tá bỗng mờ dần rồi biến mất. Ơ, làm gì có ai? Nhưng ngay lúc đó, cô y tá đã mở cửa bước vào và hỏi tôi: Em tỉnh rồi à? Thấy sao rồi? Ủa? Gì vậy? Em... 10 giây, chính xác 10 giây là thời gian tôi có thể nhìn trước trong tương lai. Tuy là ngắn ngủi, nhưng với tôi thế là quá đủ. Tuy nhiên vẫn cần phải luyện tập nhiều hơn. Trời ơi, mặc dù nhìn trước được 10 giây, nhưng anh chàng này vẫn bị dính bài kết của con chim kia kìa. Chắc là con chim này nó nhìn trước được 11 giây luôn á. Hôm đó, tôi ăn mặc bảnh bao, cầm theo một bông hoa và một con gấu bông để đi tỏ tình. Cậu làm người yêu. Vâng, mặc dù tôi biết được tương lai, nhưng cũng chẳng thể nào làm thay đổi trái tim của cô gái ấy. Nhưng cuộc đời lại quá bất công. Bầu trời hôm ấy đã lấy đi của tôi một người bạn. Ê cu, tao đến rồi nè. Phòng mày nhiều cây nhặn. Xin lỗi bro, tao không thể thấy được cảnh mày tỉnh dậy. Đây là thằng bạn thân của tôi. Hôm đó, trong lúc nó đang tưới cây ở trên sân thượng, thì bỗng nhiên có một tia sét đánh trúng nó. Thế là thành người thực vật. Khổ thật. À mà khoan, trời sắp mưa mà thằng này còn đi tưới cây làm gì vậy? Đừng lo anh bạn, tôi sẽ yêu thương cô ấy như là anh vậy. Từ ngày nó trở thành người thực vật, con người yêu của nó cũng bỏ theo thằng này. Bro, tao sẽ làm mọi cách vì mày. Đợi tao nhé. Trời ơi, phải làm gì ra tiền để cứu bạn bây giờ? Trong lúc tôi đang lo lắng thì vô tình nghe được tiếng phàn nàn. Vừa lỡ, quả cầu này bịp thật. Cược gì giờ nhỉ? Vâng, đây là một lời than phiền từ một anh xe ôm đang chơi tài xỉu. On in con xỉu. Chủ nên đánh vào bên ngược lại. Trẻ con biết cái cu gì? Tài. Ừ, đem mất hết rồi. Ê cu, sao mày biết hay vậy? Cháu đoán bừa ấy mà. Thế là có một ý tưởng lóe lên trong đầu của tôi. Tôi đã biết cách phải làm gì ra tiền rồi. Dạ bầm, có chuyện lớn rồi á. Sao? Có thể bạn chưa biết, đây là nữ hoàng tài xỉu, nhà cái hàng đầu đến từ châu Âu. Có tài khoản đánh lên 300 tỷ rồi á. Cái gì? Chúng mày làm ăn kiểu gì đây? Tụi em thử cả kiểu bịp rồi mà không ăn thua. Nó đánh phạt nào cũng trúng mà toàn on in. Chắc giờ nó cũng phải lên 600 tỷ rồi. Tìm nó mau. Tài khoản của bạn đã thêm 600 tỷ. Ôi, biết ơn cuộc đời thật. Sau này phải làm podcast mới được. Tôi đã kiếm 1.200 tỷ đầu tiên như thế nào? Kiến thức kinh doanh 2024. Nhưng trong lúc tôi đang đánh cược thì bị một tên đánh lén. Mày là cái quái gì thế? Non quá anh trai ơi. Nhờ vào khả năng thấu thị được tương lai nên tôi đã né được tất cả các đòn tấn công của hắn. Tôi nhìn được trước tương lai mà. Thật vậy sao? Vậy thì nẻ hồ 100 quả đấm đi. Thế là đồng bọn của chúng lù lượt lao đến tấn công tôi. Mình thấy hết. Nhưng mình mệt quá, cơ thể mình không theo kịp nữa rồi. Vì có quá nhiều cú đấm lao đến cùng một lúc, khiến não tôi không thể xử lý kịp và nẻ hết tất cả. Cuối cùng tôi cũng bị đấm. Oh no. Tệ thật, cảm giác như bị đánh tần hai lần vậy. Thì ra tác dụng phụ của năng lực này là khi bị tổn thương sẽ nếm trải nó đến tần hai lần. Mùa năng của nhà cái không dễ đâu nhóc. Nhóc có khả năng đe dọa tới cơ bạc đấy, e là không thể sống sót được. Vẫn biết. Trong thời khắc sinh tử, bỗng nhiên chiếc giường bệnh của thằng bạn tôi chuyển động. Sao lại có thằng người thực vật ở kia? Chạy nhanh còn kịp. Cái gì? Bỗng nhiên có một mầm cây mọc lên từ dưới đất. Đó là một loài cây ăn thịt. Trời ơi, nó là người thực vật thật. Tuyệt lắm bạn ơi. Ôi trời ơi,
anh chàng này bị sét đánh mà biến thành người thực vật theo đúng nghĩa đen luôn kìa. Ảo thật đấy. Thế là những mầm cây bắt đầu tấn công lũ người gian ác. Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Đăng ký kênh, ủng hộ mình đi mà. Bọn bay tắt hết đèn cho tao. Cái gì? Mình không thấy gì nữa. Bắt tụi nó lại. Lũ chúng mày đều trở nên vô dụng trong màn đêm thôi. Tuy nhiên, tao cũng là người báo dung. Ủa khoan, thằng kia đã trở thành người thực vật rồi. Mà trói nó lại thì có tác dụng gì vậy? Mày sẽ sống nếu thắng tao một trận tài xỉu. Một trận thôi á? Mày có 3 cơ hội. Mà thôi, hai đi, kiểu truyền thống nhé. Thế là nữ hoàng tài xỉu liền cầm bát đĩa lên sóc. Được đi, 100% xỉu, tôi nhìn trước được mà. Được, cuối là có 5, 1, 4, 6, 11 điểm, tài. Không, không thể nào, tôi không thể nào nhầm được. Ha ha, nhà cái cũng có năng lực đặc biệt chứ bố. Được cơ mơ, bịp thật. Có lẽ nào nữ hoàng tài xỉu đã sử dụng con xúc sắc có gắn chip để điều khiển làm thay đổi kết quả không ta? Giờ thì tất cả những gì mày nhìn được trước chỉ là sự thất bại của bản thân mặt thôi. Tôi thua rồi, giờ đánh tiếp có để làm gì đâu. Còn một cơ hội mà, sợ gì chứ. Chú tiến bíp. Tất tay tài cho chú. Ơ, nhưng mà cứ làm đi. Tài 3 điểm là xỉu. Thua rồi nhé, từ từ. Nhìn kỹ lại đi. Đó là nhiều đốm đen nhỏ, nên kết quả sẽ là tài. Đúng là tiền bịp, bịp đến thế là cùng. Thôi được, thằng nhóc, lần này mày mày đấy, bỏ cờ bạc đi, làm gì có ích cho xã hội ấy. Đã có quá nhiều con bạc trên đất nước này rồi. Ô, nhà cái này nhân vắng thế nhỉ? Nhà cái mà cùng bày đặc khuyên con bạc bỏ chơi à? Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Để người nhìn trước được tương lai còn thua nhà cái, bạn nghĩ bạn là ai? Chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu nha, ăn. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ.